Movie riêng của Kaoru Vulcan cũng như Valkyrie nối tiếp sự kiện trong series Mashable Jinrai. Kaoru mạnh nhất của Mashable Jinrai được tạo ra với cùng tên gọi đó. Hắn phá hủy tất cả những hệ xác của những người còn lại trong tổ chức, cũng như tiêu diệt hoàn toàn chủ tịch thật sự của tập đoàn Jaya. Hắn ta quyết định tiêu diệt tập đoàn Jaya cũng như tổ chức AAMS. Trước hành động này của tên Rider mới, Valkyrie cũng như Vulcan đã lao tới tham chiến, nhưng sức mạnh của hắn là vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, dễ dàng đánh bại Fuwa với hình dạng cơ bản của Vulcan và phá hủy hoàn toàn Short Ride cũng như chiếc rùa Ride Key quanh. Trong quá trình tìm hiểu tất cả những sự việc tại sao nhóm Mashable Jinrai đã từ bỏ tất cả lại có những hành động như vậy, anh đã nhận ra và hiểu ra được niềm ao ước của họ với những Human Gear thế hệ sau. Họ sẽ làm gương để cho tất cả những Human Gear khác thấy được cách sống thật sự là như thế nào, chính nghĩa, rồi cũng sẽ trở thành ác quỷ thực hiện sai cách giống như cách mà họ từng thực hiện với tên gọi Mashable Jinrai. Anh đã nhận được Zetsumeki Dire Warp của Human Gear số 9 trước khi anh ta gục xuống, sử dụng tất cả những gì còn lại là Assault Rip từ tay của Valkyrie, cũng như không thể nào sửa chữa được Short Drive, do đó là dữ liệu tập đoàn Jaya. Anh đã thành lập công ty riêng với sự hỗ trợ của Aruto và có được Zero One Driver, kết hợp cả ba thứ đó lại để tạo nên sức mạnh kinh hoàng chống lại Kaoru Mashable Jinrai. Trận chiến định mệnh giữa AI cũng như kẻ từ đầu rất căm ghét AI, nhưng mọi thứ đã thay đổi ở cả hai phe. Một nơi là một tổ chức đã hợp lại thành một, cũng như một con sói cô độc luôn chiến đấu một mình. Sức mạnh tối thượng Kaoru Vulcan Long Warp, tạo hình của anh được điểm tô bằng màu xanh đậm trên toàn bộ cơ thể, với gương mặt của loài sói hung hãn cũng như lông lá, những chi tiết viền đỏ, những ống dẫn trải khắp cơ thể của anh, được tạo hình rất giống với hình dạng Art Scorpion nhưng hoàn thiện cũng như chi tiết rõ ràng hơn, thể hiện rõ phần nào sức mạnh của anh. Trận chiến giữa cả hai Rider này mặc dù không quá nhiều hiệu ứng, chỉ là những màn đấm tay cũng như những câu nói đạo lý, nhưng Fuwa cũng thể hiện phần nào sức mạnh của Long Warp. Khi anh tấn công đòn nào, tất cả những đòn đánh của anh đều được bao phủ một con sói khổng lồ, một loài sói cổ đại với sức mạnh của Zetsumeki. Từ đòn đấm đá cho tới những đòn phản công đều xuất hiện con sói khổng lồ này, phần nào thể hiện rõ sức mạnh khủng khiếp mà anh đang sở hữu. Đòn kết liễu của anh khi anh muốn trực tiếp giải quyết tất cả với nhóm Mashable Jinrai mang tên Long Warp Impact. Anh nhảy lên không trung và ra đòn kết liễu cùng lúc với Kaoru Mashable Jinrai. Anh được tụ hợp với nguồn năng lượng nhìn giống như một con chip, sau đó nó bao phủ anh bằng sức mạnh của một chiếc đầu sói khổng lồ với nguồn năng lượng xanh lam bao phủ khắp cơ thể của anh. Anh nhanh chóng lao vào Kaoru Mashable Jinrai và cả hai ra đòn kết liễu nhau. Sau khi thoát khỏi trạng thái biến hình cũng như đánh bại hoàn toàn Kaoru Mashable Jinrai, anh cũng bị trọng thương vô cùng nặng. Sau khi sử dụng sức mạnh cấm kỵ chiếc Zetsumeki, đôi mắt của anh đã không thể nào nhìn rõ khi Yua đến đón anh, cũng như Fuwa đã ngất đi sau đó. Liệu anh có còn tiếp tục sống hay anh đã ra đi mãi mãi? Điều đó vẫn còn là một bí ẩn không có lời giải trong series của Zero One.